Bà sử dụng đến lúc này mà xem sự thấu Nhi cứ chìa Connecting Clauses Chắc là mê rên cứ tựa tờ nâng ca chọc clause Ai dừng đồng hành thang clause dừng cứ mình tí cứ Independent Clause hay nâng Dependent Clause Chắc dừng mình buôn trong mặt này Đâm bà dừng chọc clause dừng tàng bí á nè Ok, chắc đâm bà dừng ta ta dừng chọc dừng mất Ok, dừng chô tôi sắc xa từng ọc này Chắc là slide bà tốt cứ tựa tờ nâng mê tất cả mê rên bà dừng cứ dừng mình buôn trong mặt đâm bài chọc clause bỏ dưới chỉ phải tìm mối cái tạ tương nâng cái hào tha coordinating conjunctions chỉ phải tìm cái tạ tương nâng subordinating conjunctions chỉ phải tìm bấy conjunctive adverbs hay nâng chỉ phải tìm buôn cứ correlative conjunctions chứ dương miên buôn chỉ phải nâng đâm bài dương chọc clause dương tàng phi nâng ok lấy dương chốt ở slide bật tuộc trên đầu tiên tạ tương người cái introduction chẳng cái tha rất khó thằng ó mình tha chia independent rồi co dependent nhé các ta ai cái đấy rồi co mình ai cái đấy cứ theo ca chuột theo ca chuột khné nè ở nó khôn ngon vịt thì nà muối đâm bay thưa ở ca sơ rồi bỏ dưới viên miếng lạc nặng rồi luôn smooth nhé nâng thưa ở từng nặng từng non rồi viên khó thằng pi đang viên miếng lạc nặng sẽ bao lo nhé clear chứ nằm bay dương cho khó chàng nút bán cứ dương thở cay kì thở ca khó connectors ok chứng clock connector cứ dùng miệng buồn chúng ta dùng buồn chúng ta môn nắng cứ chúng ta tìm mối cứ chạy tương nâng cái hạ coordinating conjunctions thì được hạ coordinator subordinating conjunctions thì được hạ subordinators conjunctive adverbs hay nâng correlative conjunctions cứ dùng miệng buồn chúng ta nâng ok là gì chỗ đó chúng ta tìm mùi chắc cái hạ coordinating conjunctions also called coordinators hay đại diện score thay chỉ fanboys cứ việc ra đâm bay chuột người ta two independent clauses cho người ta ví dụ ai cái pí tiền người ta sầm khánh smart cái này nó không phải dụ ok nó đã tương cô đầu tiên gần giang sơn là fanboy này chương mới tha a comma dùng phở comma đâm bay bóng bay được gọi nhé ví dụ ai cái pí chỉ môi nâng coordinator coordinator mình là fanboy nâng đã dừng follow by a comma okay? by comma lá dừng tầm bay dừng vô càng chứ bác kể là dừng mơ cho tầm mơ ở thị hó hay nâng cao bây giờ bỏ dưỡng chân for chứ cái thang for used to connect a reason to a result chân for nó cứ kịp ra đầm bay phía chua cái thang vì hát Paul mối tớ là tập Paul mùi hay for nó cứ ở đây với sao because very có since nhưng mà thì hỏi dưỡng I have to find a job I have to find a new job for I am unemployed cho người ta nhóm tao tái xoay rô càng như thầm mấy muối tại sao nhóm mấy càng như thầm mấy chân người ta reason chứ cứ yêu tao tại họ càng như thầm mấy muối hay là tập hồi với người sao dưỡng mấy càng như thầm mấy chứ mà nhưng rô càng như thầm mấy những đặt tên for lấy dưỡng mơ and And it used to connect equal similar ideas. Cứ dừng ra chụp cho môi cả thang cũng nịch sợt điên rồi có phá phá mà ở khả hay en á, ạp này biết mà nâng in addition to in addition to là dùng mơ tì hó I am a husband and father chắc trong cái chìa ở đây mà nếu ai có chìa ở bụng nhạc này chân việc chụp cũng nịch bì hư smile cái này I love her and I want to marry her nhóm sẽ lại nhé hỏi nhóm trong đẹp cao chừng mười niềm chứ cũng ở kia ai đẹp đi nó cứ biết phạm phai smile cái này anh nhìn phở and lấy dương mưu chết đã tân nò chứ nó used to connect two negative sentences chứ bây giờ bạn sẽ bì nhưng phở nó nè ạch này cứ bì cái hay ạch này biết smile and not nhưng mà She doesn't admit nor does she drink milk. Chừng người ta nén ăn nhầm sách hay có ăn nhầm rồi có phật tự đọc cô đàng đến chừng khi khi ăn này pi này cái thứ từng pi ấy. Tại tao này cái thứ sentences nhé. Mối tiếp he is neither a policeman nor a soldier. Ok. Chừng người ta coi mình men chi police hay coi mình men chi thể hiện này. You know, two negative sentences. Okay? You per no. Mối tiết cái tờ nặng bạch.
chẳng như là but it used to connect different ideas chẳng như phải bán cái nói cho cả ta cùng nập same same kia nhé hay at này biết cái smart however nhé thì họ I have got a phone but I haven't got a car chẳng different idea anh say nhưng phải bán và end đôi cái này smart cái này nhé anh được bán cái smart cái này người ta nhóm miền tù sát có bàn tay nhóm ở miền làm nhé cái cầm đặt pi xây cái này dân người phải bạt nhé lấy cho đâu mới tiếp theo tầng all is used to connect two equal choices cầm đặt pi smart cái này dân phải all nè được gọi anh ấy smart là người either nhé thì họ you must work hard for your exam or you will fail chứ như ở chùm rơ pi nhé chùm rơ nguyên pi nhưng phở ó nè nhà tôi ta cách không răng bài nhờ tôi tiên sốt xâm đọc ca phở lòn bàm chắn rồi có nhà năng thịa ok bùm bùm rít năng thịa rồi có do you prefer cafe or tea nhé chứ ở chùm rơ pi nhằm dịch cà phê rồi có tài nên cái phở ó ok, lấy dân cho mối tiết tạo năng dệt bình mặt đó, dân dệt is used to connect equal contrasting ideas chứ người ta cầm nấp tôi smile khả nế mình ta cầm nấp pi nó cứ tôi khả nế, bắt đầu smile khả nế à tên này bỏ viết cứ smile nó bạch lấy dân mơ thì hó Dara plays volleyball well, yet his favorite sport is football. Chính Dara có lên bao tiền ban dàng lõ, có bên tái. Chúng nó chất kể là bó có cứ bao tuột. Khi lạc là việc bật ra cái này, cùng đặt tiếng vì chúng ta, cùng đặt tiếng smile cái bên tay bật ra cái này. Có lên bao tiền ban lõ, bên tay tờ chúng nó chất kể là bó có cứ bao bà tọt vần như thế trong việc bị trạc này nhé ai đi nữa rồi có it is sunny yet cold vì sao vì miền vì cứ cái đau thế vì em làm miền bình lư cả tất cả chẳng nữa bàn tay bị tật chẹt khi bị cầm đặt việc bị xây cái này cái tràn nó xây cái này bàn tay vì smile cái này là cái equal contrasting idea cầm đặt bằng chữ smile khné nè nên phải dệt mình lại cái đặc biệt chẳng thế lấy dân cho môi tiếc cứ đặt tên là soul chữ soul used to connect a result to a reason chữ vi bị chữ chữ môi là for nhé chữ soul cứ dùng phở làm bài chụp chữ môi là lật tập hóa tàu là hai phòng hay soul nó ở đây smile therefore ok thì họ he was sick so he couldn't attend the meeting nhé mình là con cứ chứ vì chứ này hãy con mình ai cho ruộng cả bộ chung màn tì là tập hóa cứ con chứ hay hạt hóa con cứ con mình ai cho ruộng cả bộ chung màn tì nhé hắn đã tông sâu hắn đã tông hạ thà result to a reason hay thay với this man therefore ok chứ nó cứ chia tập tông ở at này là bọc fan bội dướng hay năng ca prap ra hay năng tì hồ này nhé lấy dương chỗ đo cho bài tiếp bình chứ kiểu tiếp bình tập tông subordinating conjunctions được cả thật chữ subordinator này nhé chứ cái thà subordinating conjunctions are words that connect dependent clauses to independent clauses chứ người ta cứ chia biết gồm này biết nữa ai chụp pi ví dụ mình ai cái đấy tôi ví dụ ai cái đấy pi clo ai cái đấy tôi clo mình ai cái đấy thế thì ở đó dùng mười một tiết ấy cứ rule là bỏ vía use a comma when starting with subordinator chứ dùng thở comma bây giờ chấp bắt đầu mời subordinator dùng nhỉ này nhé thì bây giờ no comma when subordinator are in the middle of the sentence nhưng bây giờ chỉ subordinator dùng nó cái đá dùng thở comma thì nhé chẳng ní cứ chi subordinate conjunction chứ dương miền được chỉ time place manner chẳng ở video muốn dương bản sắc xa rồi mà hỏi tại tôi năng adverb rồi tại tôi rồi adverb clause
chứ chứ dương ăn tục khóa chứ cứ dương miệng đọc bập hẹp chứ bị chôn nó còn nặng đại chứ khi là dương từ chôn mùi tiết cứ chuyên chôn từ sạc xa từ mưa thì hỏi bảo dương chân mình ta đã tôn time nhé chân time thì đã tôn before nhé dương nằm bay dương dương còn cho ba đã tôn nâng tận ở nắng dương và nếu có ai chỗ từ mưa gà thà mê riêng đã tôn nâng adverb clause ok cho dương mưa adverb clause đó dương dương okay. Chân mà thì họ dưỡng before we went home we washed the dish nhé như đã tôn bê và lý nè chân mê tha bê đại dương phờ subordinator khẳng bốc dương không phải khẳng mà okay. Mũi tiết đã tôn play okay. Chân where you live there is a lot of traffic cái này đại nhạc rồi nó cứ miền cái hà ta cái xe cho là mình tên này okay. Cái dương miền này chắp đám cứ mình khẳng mà okay. Mũi tiết đã tôn manner chân bộ sân trên đâu cả đá ở miền khẳng mà thế này okay. He works in the office as a machine đàn chân là có thử cá nó trong trà lái cứ đốt mà sân chân lươn hoàn hồn quân nhân tờ này okay. Hay mũi tiết đã tôn reason because okay. I cannot go out because it rains nhé nhưng mà ai tập cao bản thân sao bị liền nhé mục tiêu đặt tông purpose đặt tông so that I study hard so that I may pass the exam như thế nào nhóm khỏi thật không cần liên sốt rồi cho nên hát nhóm phải hai chia nắng và lòng chuột ok nhưng đặt tông purpose so that concession đặt tông đâu even đâu ấy nên chúng ta concession she didn't cry though she was afraid yeah. Chúng mình tha niên cứ she nó cứ niên nó cứ mình bàn dùng thế có bàn tay niên cứ miền phải phải khá chứ hả mũi tiết tập tương contrast nhưng phải vào rồi while I was reading the book comma my phone rang okay chúng ta cái đặc biệt là trong cái phương tiện anh phải nó từ sắp trong bàn rồ chứ không bây giờ phải mình vốn không được là comma okay. Mũi tiết đặt tên result đặt tên số buộc chữ mũi tiếp buộc đạt chân I was so tired last night that I fell asleep at dinner chân ra chúm ở khẩm lăng khẳng phê chụp mấy nhấn là hồ tòa tạc nhóm anh kênh lũa nữ nấu ai tóc ngồi tóc hạ phê lần nhịp nấu tạc hạ phê lần nhịp nhé mũi tiết đặt tên comparison nhưng David rent as far as Margaret did chân mình thả dư kịp thiếp á nè David có rút lướt đối Margaret rút đài nhé mũi tiết tạo tôn conditional condition tạo tôn if you study hard you will pass the exam nhé chân bởi sân dịch khách không tâm tăng riêng sốt nhắc năng prolong chua hợp nhé nên tạo tôn if condition tạo tôn condition hay mũi tiết tạo tôn nâng khá tha relative pronouns nhé I love a girl who loves me the most. Chúng sẽ là người như đi mà nhé. Đã nếu sẽ là trong khả năng khi tìm một phần khả năng mình tên này. Có thể chứ nằm bay này là khi nằm bay vô cả nạch chú ba đã tôn ảnh nắng. Nên các bạn ai chú tìm mơ với tổ ếp lập lập bằng thang mà này chứ. Nó đã tôn là subordinating conjunction đưa coi là chỉ subordinator. Xong rập chuộp khả lọc mối. Tôi khả lọc mối này nhé. Nhà bị khó, cho bị khó hỏi dependent tới independent. Ok, ở lỡ dương chỗ đó cho mà chỉ bây giờ tương conjunctive adverbs. Nhưng cái thà, conjunctive adverbs đôi chi besides, however, indeed, okay. Like, coordinating conjunctions. Chứ đôi fanboy đấy. I used to connect two independent clauses together. Cứ dừng phá năng bài chùa học hà thà ví dụ ạch về chẳng phí nhá phơ ca mỗi kỳ nhìn chẳng phí nhá ok mỗi tiết cái thà conjunctive adverbs do not join two independent clauses into a single grammatical unit as coordinating conjunction do chẳng cái thà conjunctive adverb nó cứ we are áp chuộc các tập dụng ai cái chẳng pi nấng đối tượng năng fan boy tì nhé chứ mình đang pi dương phở fan boy dương tờ tài của tam ru về chụp bạc vì vậy nhé
dương tàu miền khả ma hay ở bên là dương phở n dương tàu tập cho cùng là pi sao equal similar idea chẳng tới hay bây dương phở bát mê ta different idea nhưng bây dương phở khó vía nâng khó này nhé phần tác cho giảng thị adverb vía only so the relationship between the two classes chẳng rồi thì đang thêm với con tay chỉ ra bằng hai đã tôn tùm nhạc tùm nón rồi viên khoa tàng tí nhé vì anh đôi chạy tôn một fan boy nè fan boy tôi tay cụp tam cả mở dương ru dương nhé I note the two independent classes are joined by a semicolon chắc bây giờ dương phần dạng thêm adverb khoa ai cái tàng tí cứ trao bằng cho kì môi nâng hà là semicolon kì môi nâng cái dạng thêm adverb hay là cái comma nhé. Like just like the fanboys nhé, coordinator. The adjunctive adverbs express the relationship of the second clause to the first clause. Cho cái ta cái adjunctive adverb nó cứ bằng hai đặt tên tùm nẹt tùm nón này clause tí pi nó tới clause tí mùi nhé. Lấy dương nằm bay dương vô căn là chúng ta dương tùm mơ tì hò tùm nọ cái nhé. Chẳng hạn này cứ đặt tên cái adjunctive adverb hay là tì hò chúng dương miền tràn thì mỗi cái tạo tông ra thành similar idea cùng đất đai vừa phá phá được câu sở đề thân này chúng dương miền được chỉ ở số dương miền besides dương miền furthermore in addition moreover thế phần tái dương complex mình ta dương phở ảnh này phải dạng thiết verb này bây dương chụp khóa tàng tí nè cái đọc independent khóa tàng tí nó cứ dương complex semicolon và tập mà tiếp cận thì adverb hay tập tiếp comma okay. Thì họ Sienoville is a fine place for vacation semicolon hay dùng chụp cho mùi năng cận thì adverb dùng máu hay cũng biết comma it is a good place to live chứ bây giờ bằng hạ tất cả những tạo tôn là similar idea như thế là trong xe nụ nắng cứ chỉ cần lại đã lộ mối xâm rạp ca xâm rạp lòng hạ cài hai việc có chỉ cần lại đã lo mối sinh đạo cả rồi nào đài nhé chứng tất cả nó cứ tiếp tục sinh được ai đi lấy dương châu đo cho nên mới tiếp tục năng ở cái thứ unexpected có surprising continuation này nhé cái dương miền được chỉ hào về ver dương miền never slack never slack and still thì họ thà he is clever is miklum however cả má he is a bit slow mà. Quát chlát quát bù cái bàn tay quát là cái này hiền dư hiền stu stu hiền nía hiền hiền ở sâu là huấn á nhưng là cái này bạn thì phải là năng hào hề vơ hề vơ sơ lê nhé là cái này unexpected được coi là cái này chi surprising nhé ok lấy dân châu môi tiền đã tôi complete contrast đã tôi ngả thang tôi kia tăng sông tay mà đó dùng mình để chia in contrast on the other hand chẳng là she works well in contrast she is a very fast to make decision chẳng là cái nào tôi khi mình ta những thứ các bạn lo mềm tên tôi hiểu vấn niếng ý kế is a very fast mình là niếng cứ ca khôi ca sử dụng chất cứ lươn là hà mềm tên niếng thứ các bạn lo bàn tay ca sử dụng chất cứ lươn bề lươn bề chứ chẳng bị contrast cứ việc tùy cái này nhé hay dùng phở môi nào của bạn nhé ok lấy những chỗ đó chúng ta môi tiết cứ tạo tôn nâng result tạo tôn là tập hò chứ mình được chỉ as a result consequently therefore thus nhé dùng phở môi nào của bạn nhé và tiêu tha my car broke down xin mấy cái lầm máu hay as a result comma I was late chứ là sao làm bọc trong bàn khối tứ nhóm dựt chứ là phó cứ nhóm dựt ok ok lấy chữ mơ mà chúng ta tiết tập tương order in order of time idea in order of time nhé chúng ta đã vì ta làm đạo này tế lên nè chúng mình được chia mền vào mền after word then subsequently at the same time nông phê tầm mùi gì đúng không nông phê tầm mùi nè chúng đẹp phải là sleep in the class mền vào rồi gọi at the same time the teacher was explaining chứ nhưng mình thà ở bộ kế cứ ban kỳ lựa được không nạ riêng at the same time trong bên đằng đá cô cũng bốn tế bốn bốn dù nhé
cái bộ kế bản kế lúc ở bên nó cứ khu của tập vô đài nó đã tớ ideas in order of time nhé lấy dân chung mới thiết tạp tớ nâng give an example để tớ example you mean for example you go for instance okay? For instance chứ thì họ thà colors can have different meanings for example we go for instance why is the color of the weddings in some cultures and of funerals in others ចឹងគេថាពណ៌ពណ៌គឺវាមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាទីថាពណ៌សគឺជាពណ៌ដែលគេប្រើនៅក្នុងវិធីរៀបការហើយនៅក្នុងគេថាបបធម៌មួយចំនួននិងគេប្រើនៅក្នុងពិធីបន្សពនៅក្នុងប្រទេសឬក៏បបធម៌មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនឹងតើង color នឹងតើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយមួយទៀតតើង show similarity បង្ហាញតើងគំនិតស្រដៀងគ្នាប្រហែលចឹងគេថាឲ្យ Hawaii ហ្នឹងគឺវាមានពលិប្រតិតហើយប្រជាជនរបស់ពួកគេគឺរស់រីរាក់ទាក់ហើយដូចគ្នាដែរនៅហៅថា Casino នៅ Mexico គឺវាមានពលិប្រតិតដែរហើយប្រជាជនរបស់ពួកគេក៏លក្ខណៈ welcome គេថាវាតិរស់រីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចឹងវាលក្ខណៈ similarity ស្រដៀងគ្នាគេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹងគេថា to indicate the first statement is not true ចឹងគេថាប្រយោគទី1គឺវាអត់ true ទេហើយប្រយោគទី2 statement is true ប្រយោគទី2គឺ true ទីយើងមានដូចជា instead on the contrary rather អូខេអតីតថា the medicine did not make him feel better instead it made him feel worse ចឹងគេថាហើយថ្នាំអសតឬក៏ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងគឺវាគឺมันបានធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈភាពប្រសើរឡើងហើយជំនួសឲ្យវិញធ្វើឲ្យគាត់អីគេកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអីគេជាងប្រើមួយណាក៏បានដែរ rather ឬក៏ on the contrary អីគេមួយណាក៏បានដែរហើយមួយទៀតតើតើង instead តើតើងអត់ណីគឺតើតើងជំនួសមកនឹង as a substitute ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា they had planned to go to Hawaii on their honeymoon instead they went to Mexico ពួកគេមានគម្រោងថាទៅឲ្យគ្រប់ទឹកឃុំនៅកោះ Hawaii ជំនួសវិញពួកគេបានទៅឲ្យប្រទេស Mexico វិញអញ្ចឹង instead ហើយមួយទៀតតើតើនឹង another possibility គេអាចទៅរួចអាចធ្វើបានមានដូចជា alternatively on the other hand ទីថា you can live in the dorm on the campus on the other hand you can rent a room with a family off campus ចឹងតើតើបង្ហាញតើគេថា possibility ដែលអាចទៅរួចមានថាអ្នកអាចឲ្យរស់នៅក្នុង dorm នៅក្នុងគេថាបរិវេណនឹងបានហើយក៏អ្នកអាចជួលបន្ទប់ជាមួយគ្រួសារនៅគេថានៅបរិវេណបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាតកតង possibility ហើយមួយទៀតតកតងនឹងឲ្យ otherwise គឺស្មើនឹង if not អូខេ student must take final exams otherwise they will revise a grade they will receive a grade of incomplete អញ្ចឹងមានថាសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែប្រឡងគេថាប្រឡងចុងក្រោយអីគេចុងក្រោយបើមិនដូច្នេះទេអីគេបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងទទួលបានគេថា grade ហ្នឹងគឺវាអត់ពេញលេញអត់ពេញលេញវាអត់មាន grade អញ្ចឹងណាបើគាត់ប្រឡងអាចុងក្រោយគាត់មានក្រែទេអញ្ចឹងអូខេចឹងចំណុចមួយទៀតតទៅនឹង explanation ទីយើងមានដូចជា in other words that is ចាំទីថា some cultures are matriarchal in other words the mothers are in head of the family ចឹងគេថាវប្បធម៌ខ្លះវប្បធម៌មួយចំនួនហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងឬក៏ការមើលខុសត្រូវនោះគឺ
đó sợ trầy vậy kìa. Mình đang sợ trầy kìa kìa nè. Rồi kìa nè control kìa nè cục khổng á nè. Mình này thá mặt đài tầng ơn nó có cư chí á. Mê cử mê cử sàng nhé. Rồi kìa that is. Hay chẳng có chạy tôi nâng make a stronger statement. Thì dùng mình kìa indeed, in fact. For example, mangoes are very common fruit. Indeed, people eat more mangoes than any other fruit in the world. Nghe bảo hành đại tôn gà thả strong statement. Thì tập lại xóa nó cứ chia play chơi ở tư tớ. Đại gà hào, mà nếu có chỗ chất hộp cho anh chiên play chơi đọc tay tiết, tư tiên sẽ có lộ nghe. Nhưng ta bảo hành đại tôn gà là strong statement. Chứ dùng miền pi này nghe. Chứ có in fact. Chứ tự án cứ đại tôn còn chẳng thử adverb. Hay dương bây dương pra dương complex dạy dương vì nay dương phở tầng ổn nó cứ dương chuốc two independent clauses thì mùi nâng semi-column còn dạng thiệt là bớt hay nâng a-cam mà nhé. Ok lấy chỗ đó dùm nói chân cái đó cứ dùm nói tì 4 cho người ta go correlative conjunctions are pairs of coordinating conjunctions that work together to join two similar or contrasting sorts together. Cho cái tha coordinate conjunction nó cứ chia là tha coordinate nó pí là mà cú nè. Tại vì thời ca rùm cái này tầm bày chuộc là tha cùng nát pí sẵn điện cái này rồi có cùng nát pí rồi tôi cái này nhé. Lấy dân mở thì họ là bỏ dân chứ mê được chì but and not only but also either or, neither nor, whether or, yeah? Thì dùng miền tầng ổn này. Cho nên anh ấy lạc lại chỉ phê à, cù cù. À, bí nó ra tầng ổn nó cứ phở cù, yeah? Dùng phở cù cù á nè. Và tiêu tha, he lived in both Cambodia and Thailand. Chứ có bạn rốt nấu tiền khám ác, tiền nấu thầy, yeah? Chứ phở both and nhưng mòn cù cù, yeah? Hay, tiền phở nó cứ lạc lại tha, bộ xâm chìa, verb ở bên kia, noun ở bên kia, chẳng hạn, mình được tăng both and. Mới tiết not only but also. Thì cái thằng Shakespeare was not only a writer but also an actor. Nhưng mà thằng Shakespeare nó có mình tâm tài chuyện nhạc hiệp bồn đấy. Đấy có chuyện xâm đại là. Chứ dương phở được ảnh nó cứ dương thở tài cứ smile cái này. Cùng nịch cứ dương phở smile cái này cái noun ở bên kia mà. Mới tiết see the kind of person you either love or hate. Chúng ta nếu cứ chia một phần em nữ đàn nè anh đang sẵn lãnh rồi có sọc nghe chẳng mùi nó chỉ nằm pi nằm mùi nghe hay bò neither nor vẫn cứ ở tầng pi nghe chẳng bây giờ the equipment is neither accurate nor safe. Chúng ta ở bộ cò nó cứ we are tiền gà tha sụp krat á nè hai có ớt vật tập hiệp tiền đã tương này đơn hồ hay chẳng có đã tương whether or tức là she was entertained whether she stay whether to stay or only chứ mà nên có ớt cho bà tích thật ta của thật sản ớt rất có tàu vậy nhé. Ok hình chẳng mới tha bây giờ phở nó cứ dùng phở cù cù vậy nhé. Ok, chẳng ở miền dân dân cư miền tài và nâng tựa tờ nâng connecting clauses. Thế chứ dân miền buồn thầm nọt. Hay chẳng sự cảm thẳng ở khánh nâng vô tựa tờ nâng ca chọc vào viên character mùi muối. Hay bảo sân chỉ mình toàn chứ bà rưu gồm mình toàn vô cái lãnh nha tế. Ai mơ từ chỗ mơ xa thầm mấy bạn này kế. Xa thầm mấy bạn. Ok, ạ quân ở khánh xâm rạp ở ca tù xà nà với tàu mùi nít. Hay bảo sân chỉ chú chức công phát chúi subscribe nâng oi miền đài mình ạ mùi phóng. Chúc nên nâu mê riêng cơ rõ tiếng.